Xin chào bà con các bạn. Đây là một hình ảnh sâu hại bà con và các bạn thấy có quen thuộc không ạ? Chắc chắn là quá quen thuộc với một các bạn khi mà canh tác cây trồng thì chắc bà con các bạn sẽ biết đối tượng này. Đó là đối tượng diệp sáp. Tuy nhiên đây cũng là một đối tượng làm cho bà con và các bạn đôi khi đau đầu bởi vì không biết diệp sáp cũng như trị diệp sáp như thế nào hiệu quả. Thì thấu hiểu điều đó, Sơn đã làm video này để chia sẻ đến bà con và các bạn, giúp bà con các bạn hiểu hơn về diệp sáp cũng như là cách mình diệt diệp sáp, trị diệp sáp hiệu quả. Và nếu bà con các bạn quan tâm đến chủ đề này thì hãy xem hết video, vì đây là video dành cho bà con các bạn. Và Sơn thấy rằng cái đối tượng diệp sáp này cũng như cái chủ đề mà diệt diệp sáp, trị diệp sáp này thì rất là nhiều bà con và các bạn trong cộng đồng trồng trọt quan tâm, nên Sơn cũng muốn nhờ bà con các bạn hãy giúp Sơn chia sẻ video này đến nhiều bà con và các bạn trong cộng đồng trồng trọt hơn, để cùng nhau chúng ta giúp cho việc canh tác cây trồng ngày một tốt hơn. Sơn cảm ơn bà con các bạn rất nhiều. Đầu tiên hết, bà con các bạn, Sơn cũng muốn bà con các bạn cùng với Sơn tìm hiểu là chúng ta đôi khi biết diệp sáp nhưng không biết là diệp sáp nó có bao nhiêu loài. Xin trình bày bà con các bạn là diệp sáp nó có rất nhiều loài bà con các bạn. Và đây là hình ảnh là đại diện thôi, tức là đại diện đây là khoảng 10 loài và tương đối phổ biến mà chúng ta có thể nhìn thấy trong canh tác cây trồng bà con bạn ha. Tuy nhiên là Sơn muốn trình bày rõ hơn một cái loài trong đó, đây là mà chúng ta thường hay gặp nhất, đó là diệp sáp, hay là mà hay gọi là diệp sáp giả, diệp sáp bông một các bạn đó. Thì cái con diệp sáp này á, thì nó sẽ có thân hình bầu dục, cơ thể nó có màu hồng nhạt mà các bạn thấy không đó, nó hình bầu dục có cái màu hồng nhạt, và trên thân của nó đó, nó phủ một lớp sáp trắng, cho nên mình còn gọi nó là diệp sáp bông. Và quanh thân mà các bạn thấy nó có cái tua sáp trắng và dài. Mà đặc biệt bà con mà chú ý giúp Sơn ha, cái lớp sáp này nè, nó không tan trong nước cho bà con các bạn, nhưng là lại tan trong dầu. Cái đặc điểm này cũng hết sức là quan trọng để mà khi mà chúng ta phòng trừ, chúng ta diệt nó, trị nó đó, thì chúng ta phải biết được cái đặc tính này. Bà con mà nhớ giúp Sơn ha, lớp sáp này không tan trong nước nhưng lại tan trong dầu. Và tìm hiểu thứ hai là diệp sáp đó bà con các bạn, thì Sơn có trình bày ở phần đầu video á, nó gây hại chính rất nhiều cây trồng bà con các bạn. Nào là các loại hoa như là hoa hồng, hoa mai, hoa lan, cây ăn trái như là cây họ có muối như cam, chanh, quýt, bưởi, rồi sầu riêng, thanh long, sòi, đu đủ, ổi, mãng cầu, rồi mít, rồi dứa, cây công nghiệp thì cà phê, hồ tiêu, rồi rau màu cũng bị luôn mà các bạn. Nên là rất nhiều, nhưng mà các bạn diệp sáp gây hại rất nhiều trên các loại cây trồng khác nhau. Và diệp sáp mà các bạn thì cái bộ phận gây hại là hầu như cả cây mà các bạn, bởi vì rễ nó cũng gây hại nè, lá nó cũng gây hại nè, cành nó cũng gây hại nè, trái nó cũng gây hại nè, hoa nó cũng gây hại nè, nụ hoa nó cũng gây hại nè. Đó, gần như là tất cả các bộ phận trên cây trồng, nhưng mà các bạn lưu ý giúp Sơn của con diệp sáp này. Và con diệp sáp mà các bạn thì nó gây hại bằng cách chích hút, và các bạn cũng lưu ý nha, nó là cũng dạng đối tượng chích hút, giống như là mấy con gầy vậy mà các bạn ha. Nó cũng là cái cách gây hại á, nó giống vậy đó, nó gây hại bằng cách chích hút. Và như nãy Sơn có trình bày và các bạn thì diệp sáp nó có rất nhiều loài và nó gây hại nên hầu hết tất cả các loại cây trồng, cho nên để giúp bà con và các bạn dễ hiểu và phòng trừ hiệu quả hơn, Sơn chia ra làm hai nhóm. Thì nhóm thứ nhất thì Sơn đặt tên đó là diệp sáp hại phần trên. Thì thường trong canh tác thì bà con đôi khi bà con các bạn thường sẽ hay gọi nó là diệp sáp hại trái mà các bạn, có nghĩa là nó tên là diệp sáp hại trái nhưng nó sẽ hại rất nhiều bộ phận mà nằm phía trên, như nãy Sơn nói là lá, cành, hoa, nụ hoa, trái non, trái lớn vậy đó ha, như là phần trên thì mình gọi là diệp sáp hại trái. Chúng ta cùng thống nhất với nhau về cho bà con các bạn ha. Thì sau đây Sơn cũng giới thiệu qua một số hình ảnh là cái diệp sáp hại trái này có thể gây hại, và các bạn thấy không, này trên mai nè, đó nó gây hại trên cành nè, rồi trên lá này, đôi khi nhiều quá mà các bạn thấy một số lá bị vàng không đó, nó gây hại trên cành, trên lá mà nó khi mật độ cao như vậy á, thì có thể làm cho lá bị vàng mà rụng lá luôn mà các bạn ha. Đây là hình ảnh như ví dụ như cây mai, còn đây là trên lan mà các bạn thấy không, đó cũng bị diệp sáp. Mà thường mới có các bạn để ý á, con diệp sáp này nó sẽ thường ở những cái kẽ lá, nứt lá mà các bạn, nó thường tập trung ở chỗ đó. Đó, như ví dụ trên đây cây lan cũng bị diệp sáp này vào các bạn. Còn đây trên này hay gọi là mãng cầu và các bạn, thì đó cũng nằm trên trái, nhưng mà còn các bạn không nằm những cái kẽ của trên những cái mú trái, những cái mắt trái của các bạn thấy không, đó là những cái nơi mà nó sẽ thường nên nó ở đó, những gây hại đó. Thì để mà tìm hiểu về con diệp sáp, cái nhóm diệp sáp mà hại phần trên này hay còn gọi là nhóm diệp sáp hại trái á, thì bà con các bạn chú ý những điều sau giúp Sơn nha. Thứ nhất là các bạn nhớ nha, diệp sáp này, nhóm này nè, nó thường xuất hiện ở giai đoạn sau khi nở hoa cho đến khi thu hoạch. Các bạn lưu ý rằng đương nhiên có thể xuất hiện những giai đoạn khác nữa, nhưng nó thường xuất hiện ở giai đoạn sau khi nở hoa cho đến thu hoạch. Đó nên cho những giai đoạn này chúng ta chú ý tập trung khi phòng trị nó đó các bạn ha. Rồi cái chú ý thứ hai là diệp sáp á, trong cái nhóm này nè, nhóm diệp sáp hại trái á, thì nó sẽ sống nè, nó để trứng và nó gây hại ở những cái vị trí như là nụ hoa, trái non, trái lớn, kẽ lá, đậu cành. Và như vậy á, khi mà mật độ nó nhiều quá vào các bạn thì nó sẽ dẫn đến là rụng hoa, khô cành, vàng lá, khô rụng lá luôn, rồi rụng trái non. Và như vậy á, sẽ làm là xấu và giảm chất lượng cái thương phẩm của ví dụ như trái cây của chúng ta. Và các bạn lưu ý ha. Đó là cái những hai cái lưu ý đầu tiên về cái nhóm này diệp sáp hại phần trên hay còn gọi là diệp sáp hại trái. Và những lưu ý tiếp theo như sau. Thì cái diệp sáp hại trái mà các bạn, nó gây hại nặng nhất ở những tháng mùa khô và đầu mùa mưa. Và các bạn lưu ý giúp Sơn nha, tại vì để mình phân biệt cái hai nhóm đối tượng diệp sáp, hai nhóm diệp sáp ha. Thì diệp sáp hại trái gây hại nặng nhất ở những tháng mùa khô và đầu mùa mưa, và số lượng của nó sẽ giảm hẳn ở giữa mùa mưa. Đó do cái mưa nhiều và ẩm độ không khí nó cao. Và các bạn lưu ý giúp Sơn ha. Rồi một cái lưu ý nữa là một con diệp sáp cái của cái nhóm diệp sáp hại trái này nè, nó có thể để 500 trứng. Mà còn thấy khủng khiếp không? Như vậy á, là nó sẽ tăng mật độ rất nhanh. Cái này cũng lưu ý bà con nhớ nha, nó một con diệp cái nó có thể để tới 500 trứng nên nó tăng mật độ rất nhanh. Lưu ý giúp Sơn. Rồi, diệp non á, nó sau khi nở thì khoảng 2-3 ngày thôi. Thì cái những con diệp non đó nó sẽ đi tìm và nó ăn ở những chồi non, lá non. Và vòng đời của con nhóm diệp sáp hại trái này thì khoảng từ 26 đến 40 ngày. Đó là những cái lưu ý mà chúng ta cần biết về cái nhóm diệp sáp hại phần trên hay còn gọi là nhóm diệp sáp hại trái. Và tiếp theo á, thì chúng ta sẽ Sơn cũng mời bà con các bạn cùng với Sơn chúng ta cùng tìm hiểu xem qua cái nhóm diệp sáp thứ hai, thì đó là nhóm diệp sáp hại rễ. Thì cái diệp sáp hại rễ bà con các bạn thì nó sẽ có những cái đặc điểm sau mà bà con các bạn cũng phải cần chú ý nha. Nó thường chích hút ở cổ rễ. Mà các bạn lưu ý ha, thường chích hút ở cổ rễ và nó phát triển trong mùa mưa. Mà các bạn thấy không? Hồi nãy cái nhóm diệp sáp hại trái này nó nói là ở mùa khô và đầu mùa mưa. Nhưng mà tới giữa mùa mưa thì cái nhóm diệp sáp hại trái nó giảm đi. Nhưng mà trong cái mùa mưa thì cái nhóm diệp sáp hại rễ này nó là phát triển. Mà các bạn lưu ý ha, là nhóm diệp sáp hại rễ thì phát triển trong mùa mưa. Và khi cái mật độ diệp sáp hại rễ này nè nó tăng cao á, thì cái diệp sáp này nó sẽ kết hợp với một cái loại nấm và nó tạo thành một cái vỏ bọc xung quanh rễ. Rồi từ đó vừa diệp sáp nó vừa chích hút rễ, rồi vừa có khi một cái loại nấm nó bao bọc cái xung quanh rễ nữa, thì nó dẫn cho làm cho rễ bị thối, bị hư. Từ đó nó dẫn đến là cây nó bị vàng lá, rồi đôi khi nó khô, nó rụng lá, thậm chí chết cây bà con bạn. Đó, lưu ý đặc điểm này nha. Rồi khi mà cái con diệp sáp hại rễ á, nó chích hút vào rễ á, thì nó lại tạo vết thương. Và khi nó tạo vết thương như vậy á, thì những cái nấm bệnh khác của bà con bạn nó rất dễ xâm nhập và gây nên bệnh thối rễ. Bà con các bạn cũng chú ý điều này hết sức quan trọng bà con bạn. Bởi vì những cái điều trên như nãy chúng có nói thì nó sẽ làm cho rễ bị hư, rồi đôi khi bị thối rễ thì cây sẽ bị vàng lá, thậm chí chết cây. Mà thấy mà cái nhóm diệp sáp hại rễ này nha bà các bạn, nó gây hại còn nguy hiểm hơn cái nhóm mà diệp sáp hại trái mà các bạn nha. Nên là chú ý giúp Sơn những cái đặc điểm này nha. Còn đây là cái một số hình ảnh minh họa về cái nhóm diệp sáp hại rễ mà các bạn thấy không? Đó là diệp sáp nó thường sẽ chích hút ở cái cổ rễ mà các bạn không thấy hình đầu tiên bên trái đó. Đó rồi sau đó nó chích hút xung quanh, rồi có cái mà con để ý là có nấm, một lớp nấm nó bao bọc cái rễ luôn mà các bạn thấy không? Nó làm cho rễ bị đầu hư, bị thối hư luôn mà các bạn đó. Rồi ví dụ như là cái lá tiêu mà con thấy nó bị vàng lá không? Đó làm cho là cái cây nó bị vàng lá vậy đó, rồi thậm chí là khô lá, rụng lá, chết cây luôn mà các bạn. Đó là những hình ảnh minh họa về diệp sáp hại rễ mà các bạn ha. Và tiếp theo nữa bà con bạn cũng chú ý giúp Sơn về cái nhóm diệp sáp hại rễ này là diệp sáp hại rễ nó đẻ con mà các bạn. Nó khác nha, nãy cái nhóm diệp sáp hại trái nha, nãy là để trứng mà các bạn nhớ, một con diệp cái để 500 trứng á, còn cái nhóm diệp sáp hại rễ thì đẻ con. Và một con diệp sáp cái nó có thể để tới 2.000 con bà con bạn, và nó để nhiều lứa trong suốt vòng đời của nó. Thấy bà con bạn thấy cái nhóm diệp sáp hại rễ này cũng kinh khủng hơn cái nhóm diệp sáp hại trái không? Tại nó đẻ con chứ không cần phải để trứng, thì trứng mới nở con, nó đẻ ra con luôn. Mà nó đẻ 2000 con, mà đẻ nhiều lứa trong suốt một dòng đời. Như vậy là cái nó tăng một số nhanh lắm mà các bạn, khủng khiếp luôn á. Đó là một đặc điểm mà các bạn cũng nhớ giúp Sơn nha, hết sức lưu ý giúp Sơn nha. Mà một đặc điểm nữa đó, lưu ý nữa đó, là khi mà cái ẩm độ đất ấy, trên 90% cũng như nhiệt độ đất mà trên 25 độ C là điều kiện thích hợp cho nhóm nghiệp sát hạng kể này phát triển. Và các bạn lưu ý nha, cho nên mình nhất là nãy Sơn có nói trong mùa mưa đó, tại vì mùa mưa nước nhiều và các bạn ẩm độ đất nó cao. Đó, cho nên là khi mà ẩm độ đất nó trên 90% kết hợp thêm nhiệt độ trên 25 độ C nữa là cái điều kiện này quá thích hợp cho nghiệp sát hạng kể phát triển. Đó cũng là một lưu ý. Cho nên để mình lưu ý để mình biết là khi mà việc nghiệp sát, trị nghiệp sát, phòng trừ nghiệp sát, mình biết được những cái đặc điểm này, mình áp dụng vô để cho nó hiệu quả mà các bạn ha. Thì như vậy là Sơn với bà con và các bạn đã cùng tìm hiểu qua hai nhóm nghiệp sát rồi, nhóm nghiệp sát hại trái hay còn là nhóm nghiệp sát hại phần trên, cũng như là cái nhóm thứ hai là nhóm nghiệp sát hại rễ. Thì sau đây chúng ta sẽ đi tới nội dung thứ ba là cho chúng ta phòng trừ nghiệp sát như thế nào. Thì trước hết á, trong cái phòng trừ nghiệp sát thì các bạn, thì Sơn để đề xuất và cũng như trình bày với bà con các bạn là chúng ta quan tâm tới cái vấn đề canh tác và chăm sóc cây. Thì trong cái canh tác và chăm sóc cây á, thì bà con các bạn cũng lưu ý giúp Sơn những điều sau. Thứ nhất là thường xuyên kiểm tra vườn để mà chúng ta phát hiện nghiệp sát kịp thời nha bà con các bạn. Và khi mà chúng ta thấy nghiệp sát xuất hiện một cái thì chúng ta xử lý ngay bà con các bạn. Bởi vì nãy Sơn có nói nghiệp sát nó tăng một số rất nhanh, cho nên chúng ta phải thường xuyên kiểm tra vườn, mà thấy nghiệp sát là chúng ta xử lý nó ngay các bạn ha. Rồi khi mà chúng ta thấy mà những cái bộ phận của cây, ví dụ như lá, cành, trái, hoa gì đó mà nó bị nghiệp sát nặng á, thì chúng ta phải cắt bỏ các bạn ha, cắt bỏ đừng tiếc nữa. Bị nghiệp sát hại nặng rồi thì mình có cứu được, mình có phun thuốc diệt được thì những cái bộ phận đó cũng đã bị hư hỏng hết rồi, không có thể mà giúp ích được nữa, thì chúng ta cũng nên cắt bỏ. Và lưu ý sau khi cắt bỏ thì chúng ta phải nhớ xử lý những bộ phận này, ví dụ những bộ phận lá, cành, trái, hoa mà chúng ta thấy bị nghiệp sát nặng chúng ta cắt rồi đó, nhớ đem xử lý bằng cách là tiêu hủy nó đi, nhớ đem ra khỏi vườn nữa nha bà con, đem ra khỏi vườn và tiêu hủy nó đi. Rồi những lưu ý tiếp theo là bà con bạn là hãy vệ sinh vườn, cắt tỉa cành và dọn sạch hết những cái tàn dư thực vật của vụ trước. Nghĩa là sau mỗi vụ thu hoạch đó chúng ta phải tỉa cành, dọn vườn, vệ sinh vườn, rồi chúng ta nhớ sau khi dọn sạch xong đem nó ra khỏi vườn và tiêu hủy luôn. Bà con bạn lưu ý giúp sao. Lưu ý tiếp theo trong canh tác chăm sóc cây để phòng trừ cái con nghiệp sát này thì bà con bạn nhớ là bảo vệ và thu hút thiên địch. Bởi vì có một số thiên địch nó sẽ ăn cái con nghiệp sát này, thì hồi nó sẽ tiếp trình bày chi tiết ha. Bây giờ chúng ta phải nhớ trong canh tác chăm sóc của chúng ta phải bảo vệ và thu hút thiên địch. Thì bảo vệ bằng thu hút thiên địch thì bà con nghe các bạn ví dụ như canh tác theo hướng hữu cơ, có thể mà chúng ta chưa áp dụng được canh tác hữu cơ triệt để thì chúng ta chuyển dần sang nha bà con bạn. Rồi chúng ta có thể trồng hoa, trồng những cây hoa sang trong vườn để mà thu hút những cái côn trùng có ích là thiên địch các bạn. Đó là một số giải pháp. Cái lưu ý tiếp theo trong cái chăm sóc và cây canh tác, á, là chúng ta cũng phải cải tạo đất này, xới xáo đất này, phơi đất này để diệt mầm bệnh. Và chú ý giúp Sơn không để đất có ẩm độ quá cao. Như nãy Sơn có trình bày và các bạn nhớ không, là ẩm độ đất mà khi mà nó trên 90 độ rồi các bạn, độ ẩm đất mà trên 90 độ á, và nhiệt độ trên 25 độ nữa mà các bạn nhớ không, là nghiệp sát hại rễ nó phát triển. Cho nên mà các bạn nhớ giúp Sơn không để đất có ẩm độ quá cao, nhất là trong mùa mưa. Thì bằng cách nào chúng ta có thể là xới xáo đất hoặc làm những cái rãnh thoát nước để trong mùa mưa, đặc biệt trong mùa mưa là cái nạo ghép vét kênh mương, rồi xem coi cái những vị trí cây trồng của mình nó có nằm bên vị trí cao hay không, để khi mà mưa hay khi tưới nước thì nó không có bị ngập úng, cũng như là đất nó sẽ thoát nước kịp nhanh để cái đất nó không có độ ẩm quá cao. Và các bạn lưu ý ha. Rồi một cái lưu ý nữa trong cái canh tác chăm sóc cây á, để phòng trừ của nghiệp sát, bà con các bạn không trồng xen với cây dễ bị nghiệp sát tấn công. Bởi vì nãy Sơn có nói nghiệp sát là gây hại trên rất nhiều nhóm cây trồng, mà đôi khi trong vườn của mình đôi khi mình phải trồng xen cây này xen cây kia để mà lấy ngắn nuôi dài. Và các bạn nhất là vườn cây ăn trái, ví dụ như vườn sầu riêng chẳng hạn, thì mình phải trồng cây này cây kia, thì những cái trồng đó nó cũng có dễ bị nghiệp sát tấn công. Thì khi mình trồng vô vậy thì nó cũng ảnh hưởng. Và tuy nhiên việc này hay khó mà các bạn ha, bởi vì đôi khi nhất là vườn cây ăn trái đó thì chúng ta cũng phải chú ý giúp ha. Đó. Rồi cái biện pháp thứ hai trong cái mà phòng trừ nghiệp sát này thì Sơn sẽ trình bày đến bà con các bạn là biện pháp sinh học. Thì trong biện pháp sinh học này cũng có một số cái cách như sau. Đầu tiên hết, nếu mà bà con các bạn mà thấy mà nghiệp sát vừa mình ở mức độ nhẹ mới xuất hiện mà nó ở mức độ thấp á còn các bạn ha, thì bà con các bạn phải xịt nước Xịt nước có nghĩa là dùng cái vò cao áp, cái vò mà giống như cái vò mà mình rửa xe mà con này đó, mình dùng đó mình xịt tưới nước xịt để rửa dịp sáp đi, rửa trôi đi, nó cũng hiệu quả. Mà các bạn lưu ý là khi mà ở mặt đồ dịp sáp nó ít nhưng mà các bạn xịt nước đó là nó vẫn hiệu quả. Hoặc là chúng ta dùng dầu niêm, hoặc là dùng lá thuốc lào nè, rồi thuốc lào luôn nè, rồi không chỉ bả thuốc lào nữa mà các bạn, lá thuốc lào bả thuốc lào chúng ta ngâm, hay ngâm xong rồi chúng ta lấy cái nước đó chúng ta phun thì cũng trị được dịp sáp. Cách này là cách mà dân gian, mà cách đã truyền thống mà các bạn, lâu rồi. Và sau khi bà con các bạn mình là đã áp dụng cách này từ xưa nay lâu rồi, nên giờ cũng hiệu quả khi mà mặt số dịp sáp nó thấp. Hoặc là cách phổ biến nữa mà nhiều bà con các bạn biết nữa là nước rửa chén cũng được bà con mà ha, nhưng mà mật độ mà dịp sáp thấp thì áp dụng cái này cũng được. Hoặc là dầu khoáng nè, rồi dầu ăn nè, rồi thậm chí là tỏi ớt, rồi các loại tinh dầu như tinh dầu bưởi cũng được ha. Đó là những cái cách này đều có thể là phòng trừ để dịp sáp, nhưng mà khi mà mật số nó còn thấp mà các bạn ha. Nhưng mà để tăng hiệu quả và các bạn lưu ý giúp Sơn chuyện này nè, là nhớ dùm giúp Sơn nha, là chúng ta phải kèm với dầu khoáng. Ví dụ nha, chúng ta phun dầu niêm hay là phun lá thuốc lào gì đó thì chúng ta cũng nên là thậm chí là nước rửa chén đó cũng được, nhưng mà chúng ta phải nhớ là kèm với dầu khoáng. Còn nếu không có dầu khoáng lấy dầu ăn. Nhưng mà các bạn ha, với tỷ lệ là 2 dầu 1 thuốc để chi vào các bạn. Nãy Sơn có nói mà các bạn nhớ không, là cái nghiệp sáp á, nó có một lớp sáp bên ngoài nó bao phủ, mà cái lớp sáp đó nó không tan trong nước, những nó tan trong dầu. Cho nên nếu bà con các bạn đôi khi vì một cái lý do nhỏ này nè, không cái lưu ý nhỏ này mà bà con các bạn đôi khi không biết á, nên bà con các bạn nói ủa tại sao tôi cũng phun nước rửa chén, tôi cũng phun dầu niêm, phun lá thuốc lào, phun tỏi ớt vân vân mà sao mà thấy mật độ nó ít vậy mà đôi khi nó không hiệu quả. Bởi vì chúng ta phun lên mà chúng ta không có pha dầu khoáng hay pha dầu ăn không, thì cái lớp sáp của con nghiệp sáp đó nó đâu thấm nước đâu, cho nên là cái mình nước cái thuốc mình phun nó đâu có nó thấm vô con nghiệp sáp, nên là nghiệp sáp đâu có chết đâu các bạn. Cho nên là bà con các bạn phải nhớ là pha với dầu khoáng hoặc là dầu ăn tỷ lệ 2 dầu 1 thuốc để thứ nhất là cái thuốc mình phun nó thấm vô được cái con nghiệp sáp ha, thì mới diệt được. Cái thứ hai nữa là cái dầu khoáng hoặc dầu ăn thì khi mình phun vậy nó bao cái con nghiệp sáp vậy á, thì nó cũng làm cho con nghiệp sáp nó không có hô hấp được các bạn, thì nó cũng làm cho nghiệp sáp nó cũng bị dễ bị chết hơn ha. Bà con bạn lưu ý giúp Sơn ha. Rồi trong cái biện pháp sinh học này nữa thì cũng có thể bà con bạn khi mà mật độ nghiệp sáp nó ít á, thì bà con bạn hơi dùng những cái nấm ký sinh như là nấm xanh, nấm trắng, thì những cái nấm này là phổ biến thì cũng có thể áp dụng để mà trị con nghiệp sáp khi mật độ nó thấp bà con bạn ha. Rồi thiên địch này nãy có Sơn có nói về mà vấn đề trong canh tác thì nói về bảo vệ thiên địch á, thì có những thiên địch sau bà con bạn chú ý là nó sẽ ăn cái con nghiệp sáp nè, là ong ký sinh nè, rồi con bọ mắt vàng nè, rồi con bọ rùa ăn mồi nè, rồi con dồi ăn riệp nè, rồi con kiến vàng nè các bạn ha. Đương nhiên còn một số thiên địch nữa, nếu bà con và các bạn nào mà biết được thì cũng xin giúp Sơn để bổ sung những thiên địch đó vào phần bình luận để cùng nhau chúng ta biết được thêm nhiều con thiên địch mà nó có thể tiêu diệt con nghiệp sáp này, để bà con và các bạn cùng với Sơn chúng ta sẽ biết được nhiều hơn các bạn ha. Rồi cái biện pháp mà phòng trừ mà tới biện pháp thứ 3 đó là về dùng thuốc mà các bạn, thì Sơn đây sẽ trình bày một số cái hoạt chất thuốc mà có thể phòng trừ con nghiệp sáp nó hiệu quả. Thì Sơn chúng chia ra một số nhóm sau. Nhóm thứ nhất là thảo mộc và dầu khoáng, thì có ví dụ thảo mộc như là azadirachtin hoặc là dầu khoáng. Rồi cái nhóm thứ hai là chất sinh học và khác và hoạt chất khác, thì như là tinh dầu bưởi, tinh dầu niêm, rotenol, rồi hoặc là những cái hoạt chất khác như là rophenofos, apametin. Thì những cái tên thuốc này, những cái hoạt chất này bà con bạn nó đôi khi khó nhớ bà con bạn ha. Thì một là bà con bạn có thể bấm dùm video, lấy giấy bút gì đó mình ghi chép lại, nếu không mà chúng ta chụp màn hình lại bà con bạn ha. Chụp màn hình, nếu mà chúng ta xem bằng điện thoại chúng ta chụp màn hình lại để mà chúng ta khi cần thiết thì chúng ta có thể xem lại, nhưng nó khó nhớ mà các bạn. Mấy cái hoạt chất hóa học còn khó nhớ hơn nữa là các bạn. Đây là số cái nhóm hoạt chất hóa học này, và nhóm C này thì nó cũng có những cái hoạt chất sao còn khó nhớ hơn, nếu mà các bạn ấy cũng ghi lại hoặc chụp hình màn hình lại nha các bạn. Thì gồm các nhóm như là thia methosam nè, imidaclarib nè, lothianidin nè, acetamiric nè, nistenpiram nè, dinotefuram nè, spinetoram, cyanchini, liron, bimetuzin, donicamic, rồi petrotetramat, không nhớ mà các bạn thấy không? Đó, cho nên là một là mình bấm dừng lại lấy giấy ghi chép nha, rồi hai là hoặc là bấm luôn chụp màn hình đó các bạn, dùng cái điện thoại chụp màn hình lại nha, chứ khó nhớ mà các bạn, mấy cái vật chất này khó nhớ lắm nha. Rồi về như vậy là chúng ta đã biết về thuốc và chất thuốc rồi, nhưng khi mà phun thuốc cũng như tưới thuốc đó, thì cũng có một số lưu ý để mà tăng cái hiệu quả là cái vòng trừ diệp sáp này lên, thì bà con các bạn cũng chú ý giúp sao. Nếu mà chúng ta phun thuốc thì chúng ta phun vào buổi sáng, có thể là 9-10 giờ, có thể là 8-9 giờ cũng được, cái tùy theo vùng miền của mình mà bao giờ thấy mùa thời tiết của từng mùa mà các bạn. Để làm chi là chúng ta canh làm sao mà sau khi chúng ta phun thuốc đó, thì trời đã nắng. Để làm chi? Để mà chúng ta phun thuốc như từ diệp sáp mà vừa phun xong nắng lên thì có nhiệt độ cao, thứ nhất là thuốc nó sẽ mau khô, nó sẽ tiêu diệt diệp sáp tốt hơn các bạn ha. Đó, rồi diệp sáp nó gặp nắng mà gặp thuốc nữa thì như vậy giống như là 2 trong 1, thì nó sẽ giúp tăng cái hiệu quả từ diệp sáp lên. Đó là phun thuốc, nhớ là phun vào buổi sáng 9-10 giờ hay 8-9 giờ vậy đó, sao Mỹ sao phun xong là trời nắng đó, mà các bạn nhớ giúp sao ha. Còn khi mà chúng ta tưới thuốc để mình diệt diệp sáp, trừ diệp sáp, trị diệp sáp này luôn á, thì bà con cũng nhớ giúp Sơn cái việc này để hiệu quả nè. Chúng ta phải, trước khi mà chúng ta tưới thuốc thì chúng ta phải tưới nước cho đất, để làm chi? Để đất đủ ẩm mà các bạn. Tại vì chúng ta cái lượng thuốc mà chúng ta tưới thì lượng nước đâu có nhiều đâu, mà nếu chúng ta không có tưới nước trước, đất chưa đủ ẩm thì khi mà chúng ta tưới xuống cái lượng nước với thuốc đó nó không đủ để thấm tới vô diệp sáp để nó diệt vào các bạn ha. Mà các bạn cũng nhớ giúp Sơn nha, là phải tưới nước cho đất cho đủ ẩm, rồi sau đó chúng ta mới tưới thuốc ha mà các bạn ha. Và cũng nhớ giúp Sơn là kèm với dầu khoáng và tỷ lệ là 2 dầu 1 thuốc. Hồi nãy có Sơn trình bày tại sao phải kèm với dầu khoáng này ha, còn không có thì pha dầu ăn, nhưng tốt nhất là dầu khoáng mà các bạn. Và một cái điều lưu ý nữa là có một giải pháp là phòng trừ không chỉ diệp sáp mà các bạn, nghĩa là sao? Có nghĩa là ngoài cái trong canh tác cây trồng đó mà các bạn, đâu phải chúng ta chỉ bị diệp sáp không đâu, mà còn bị những sâu bệnh khác nữa, nhiều vấn đề khác nữa. Thế thì để làm sao mà để cho cái vườn chúng ta để mà nó hạn chế tối đa cái việc mà bị sâu bệnh và canh tác tốt ha, thì cần có những yếu tố sau. Ví dụ như là phải có đất trồng tốt nè, khi có đất trồng tốt thì chúng ta hầu như cây trồng nó sẽ sinh trưởng phát triển tốt đó, rồi nó ít sâu bệnh không. Rồi như vậy chúng ta cần phải cây sinh trưởng phát triển tốt và có môi trường canh tác tốt. Có môi trường canh tác tốt thì chúng ta phải có những cái biện pháp kỹ thuật như đã Sơn nói, là phải tỉa cành tạo tán, rồi dọn vệ sinh vườn sau khi thu hoạch, rồi phải đảm bảo nó mình nào vét kênh mương cho nó không có để đất bị độ ẩm quá cao, vân vân, rất là nhiều cái yếu tố. Thì làm sao mà để đạt được những yếu tố này trong một video thì Sơn không phải chia sẻ hết được với bà con các bạn. Thế thì làm thế nào mà để Sơn có thể giúp bà con các bạn được đây? Thì cũng may mắn là Sơn cũng đã có được rất nhiều video trên kênh YouTube Lương Hồng Sơn của Sơn, và trong đó Sơn cũng đã tổng hợp nó lại vào các bạn, nó thành cái chủ đề như là đất này, cải tạo đất này, kỹ thuật chăm sóc cây, canh tác chăm sóc cây này, sâu bệnh hại, phòng trừ sâu bệnh hại này, rồi xử lý rau hoa nữa mà các bạn, rồi phân bón những cây trồng, rồi canh tác một số cây như là sầu riêng, bưởi và nhiều cái chủ đề khác nữa mà các bạn. Nếu mà các bạn quan tâm thì sau khi xem hết video này, bà con và các bạn hãy bấm vào phần mô tả của video mà Sơn đây chia sẻ ha. Bà con và các bạn tìm đến cái chủ đề mà bà con bạn quan tâm, sau đó bấm vào cái đường link màu xanh bên phải đó, cái bên đó, để mình tìm đến với là cái những cái chuỗi video của cái chủ đề đó. Ngoài ra và các bạn còn nhiều điều thú vị và hữu ích đang chờ bà con và các bạn khám phá ở phần mô tả video, nhất là cái phần của cái link của trang dành cho bạn, rồi bà con các bạn nhớ khám phá luôn nha. Thì trên đây là chia sẻ của Sơn về cái diệp sáp và cái cách về diệp sáp, trị diệp sáp hiệu quả. Và nếu bà con và các bạn thấy video này hữu ích, hãy cho Sơn một lượt like cũng như chia sẻ video đến nhiều bà con và các bạn hơn, để cùng nhau chúng ta giúp cho việc canh tác cây trồng được tốt hơn. Và bà con và các bạn nếu chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh. Sau khi đăng ký kênh, bà con và các bạn nhớ bấm chuông để mà cập nhật những video trên kênh. Sơn cảm ơn bà con và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại bà con và các bạn trong những video tiếp theo. Sơn xin chào và hẹn gặp lại.